Công ty tài chính Home Credit Việt Nam vừa mới công bố bộ nhận diện mới có chữ O cách điệu thành khuôn mặt cười độc đáo, thể hiện quan điểm đặt con người làm trọng tâm trong các chương trình cho vay, đồng thời tạo mọi tiện lợi cho người đi vay như có thể dùng giấy phép lái xe thay cho sổ hộ khẩu để vay vốn, ra mắt thẻ tín dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng, phát triển gói vay lãi suất thấp, mở rộng vay 0% với nhóm sản phẩm giáo dục, sức khỏe, y tế.